Sáng nay 25 tháng 4, ITM gạo miễn phí phục vụ người dân khó khăn trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã chính thức khai trương hoạt động tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hội An, Chùa Pháp Bảo, phường Minh An, thành phố Hội An. Quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai trương có Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hội An. Hòa Thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố, cùng Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hội An, Chư Tăng Ni trụ trì các chùa, đại diện chính quyền địa phương, quý đạo hữu Phật tử, mạnh thường quân và đông đảo người dân đến nhận gạo. Tại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong lúc đại dịch Covid đang hoành hành, do vậy Ban Trị sự Giáo thành phố Hội An chúng tôi tổ chức chương trình chia sẻ hạt gạo từ bi đến với tất cả đồng bào không phân biệt các tầng lớp trong xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid này có khó khăn. Chúng tôi chia sẻ hạt gạo này là được sự ủng hộ nhiệt tâm mạnh mẽ của các mạnh thường quân, do vậy mà chương trình chúng tôi hôm nay và dự kiến cho đến ít nhất là rằm tháng 4 để kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phụ Thích Thanh Niên. Và qua đây chúng tôi cũng mong muốn rằng các mạnh thường quân và các tổ chức khắp nơi nhân rộng cái hình ảnh buổi chia sẻ hạt gạo này đến với tất cả bà con đang gặp khó khăn. ITM gạo sẽ phục vụ từ 8 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ vào các ngày lễ âm lịch, tức ngày mùng 3, 5, 7, 9 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 âm lịch, để kính mừng ngày đại lễ Phật đản năm nay. Mỗi người sẽ được nhận một lần với 3kg gạo và một chai xì dầu trong một ngày. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trước khi đến nhận gạo, người dân được nhận khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Tính đến 11 giờ ngày hôm nay 25 tháng 4, ban tổ chức đã vận động quyên góp được hơn 16 tấn gạo và 25 triệu đồng tiền mặt. ITM gạo đã thực hiện hơn 1.000 lượt người dân về nhận gạo. Ban đạo từ tại buổi lễ khai trương, Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm tán dương công đức của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hội An, cũng như quý Phật tử, các nhà hảo tâm đã phát động chương trình rất ý nghĩa này trong mùa Phật đản. Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hội An cũng như quý vị mạnh thường quân, quý Phật tử đã góp phần ủng hộ cho chúng ta thực hiện hạt gạo tình thương trong mấy ngày từ hôm nay cho đến ngày kỷ niệm Phật đản được thành tựu viên mãn. Chúng tôi xin mọi cách xảy ra đó là điều đáng mừng, chúng ta cùng nhau cố gắng. Hòa Thượng nhấn mạnh, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hội An tổ chức lễ Phật đản theo hướng không tổ chức trang trí lớn, tổ chức sự kiện tập trung đông người, mà hướng đến các hoạt động từ thiện xã hội vì cộng đồng. Đó chính là sự uyển chuyển trong hành đạo của Phật giáo. Chương trình hạt gạo từ bi cũng nhận được sự quan tâm của các du khách người nước ngoài. Vợ chồng ông Robert John Turner và bà Margaret Mary Turner quốc tịch Anh đang lưu trú tại thành phố Hội An cảm nhận được tính nhân văn qua hoạt động từ thiện nhân đạo của Phật giáo Hội An và đã tích cực tham gia ủng hộ ngay từ những ngày đầu, cùng đoàn từ thiện đi khắp nơi để phát gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ người Việt Nam đã làm rất tuyệt vời và chính quyền đã làm rất tốt. Tôi rất sung sướng và bình an khi được ở đây. Mọi người Việt Nam đều rất tốt. Họ giúp tôi như người cùng trong một gia đình và tôi cũng rất thích đi làm từ thiện. Sau khi chính thức hoạt động ATM gạo tại Chùa Pháp Bảo, Đại Đức Thích Thông Lưu cũng tiếp tục dẫn đoàn từ thiện đến Chùa Linh Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Chùa Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình và Chùa Xuân Phú, xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn để trao tặng hơn 150 suất quà đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất bao gồm gạo và tiền mặt. Dịp này, sư cô Thích Nữ Hạnh Bình, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Hội An cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và chia sẻ các phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, đau ốm trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận. Lại một mùa Phật đản lại về nơi phố hội. Năm nay, Phật giáo Hội An sẽ không thắp 7 đóa sen trên sông Hoài như mọi năm, mà thay vào đó là những đóa sen lòng với chương trình hạt gạo từ bi, kính mừng đản sanh đang lan tỏa khắp muôn nơi.